cả hai vụ mọc lên cho đến mùa cạn. Và đến mùa, tôi sẽ dặn thợ rằng các anh hình nhổ vỏ lúa trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mấy khô lúa lại, chất ẩm vỏ lực cho cá. Công đoàn phục vụ thân mến, nhìn vào bức tranh của xã hội chúng ta đang sống hôm nay, người ta thấy con người càng lúc càng đông, thành xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Thành xanh ít và lý thông nhiều lắm. Nhìn thấy trên trang mạng đầy giấy tay nào, có thả lúc ta mơ, chém giết rồi là hành hạ nhau, chửi với nhau, chém giết nhau, tố cao nhau, đầy giấy tay nào cả. Thành xanh thì ít, lý thông rất còn nhiều. Đứng trước hiện tượng đó, người ta đặt câu hỏi, nếu Thiên Chúa mà người không giáo tôn thờ là đứng tạo hóa, đầy quyền năng, tại sao lại để cho những bất công, bất nghĩa, bất nhân, bất lương nó xảy ra, những gian tà, gian dối, gian nan, gian dảo mà nó cứ diễn ra hàng ngày như vậy. Hy vọng rằng dù ngôn cỏ lùng và lúa tốt hôm nay có thể làm lời cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Sở dĩ có như thế là bởi vì không phải Thiên Chúa là tác giả gây ra sự sống cả, hay là Chúa làm cho con người ta nó nên ra nên nát, mà nó do ma quỷ và con người không nát có thần dữ làm cho chúng dữ thâm nhập vào thế gian, làm cho cuộc đời chúng ta thạch thanh thì ít, đi thông thì nhiều, người tốt kẻ xấu cùng nhau và phong lẫn lộn biết đâu mà thì và nhau bây giờ nó lẫn lộn. Nhưng Ngài kiên trì nhẫn nại, tạo cho những người có tâm tình chưa tốt có điều kiện để trở nên những người tốt. Là cha mà, là người cha, chúng ta xem cuốn bộ phim, người cha hy sinh cho con lắm. Lắm khi bố phải xin lỗi con, bố năn nỉ con, bố chiều con từng tí một. Thế thì có một anh nó không tin có Chúa, nó bảo tôi chống Chúa đấy, Chúa làm gì thì tôi thì làm. Bây giờ nếu có Chúa thật á thì tôi ra giữa sân như kìa, tôi bắn Chúa. Anh ta cầm cái khẩu súng AK, anh ra giữa sân nhà thờ, anh giơ lên trời, căng, anh bắn Chúa phạt tôi đi. Thế cái anh công giáo mới bảo anh là, anh có gia đình chưa? Bảo có rồi. Có con chưa? Bảo có rồi. Mấy con? Ba thằng con trai. À, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần đây. Tam nam bây giờ lại phú quý cơ. Ê, bảo giả sử như một trong ba thằng ấy nó bảo với anh rằng, này anh không phải là bố tôi nhá, nếu anh là bố tôi anh chứng minh tôi chém anh hay là anh chém chết tôi thì tôi mới tin anh là bố tôi. Anh phải chém chết tôi mới tin anh là bố tôi. Nó nói thế thì anh có chịu được không? Anh có làm không? Còn làm sao tôi lại chém con tôi được? Vậy thì Thiên Chúa mày thôi. Anh là con Chúa, anh thách thức Chúa, nhưng Chúa là cha, Chúa không chém anh. Chứ anh bắn lên thế mà Chúa vật chết anh ấy thì tôi không tin Chúa đấy. Chúa không phải là cha nhân từ. Người cha nào trong các con, nó nhỡ là con mà nó chống đối mình cái vật nó chết ngay thì còn gì là cha nữa. Nên Thiên Chúa là cha nhân từ, không phạt kẻ dữ, nhưng cho nó cơ hội để giúp nó mỗi ngày một tiến bộ. Và chúng ta là những con người, là những người được gọi là lúa tốt đi. Sau cái nếu đọc bài đọc dài ấy, còn hai dụng ngôn nữa cơ. Chúng ta là những cái tấm men, men làm cho đấu bột nó dậy lên để làm thành những chiếc bánh ngon, ngọt và thơm cho đời. Là những người con của Chúa, chúng ta có trách nhiệm làm cho cỏ lùng nó không thể trở thành lúa tốt, nhưng con người có thể trở nên những con người tốt, rất nhiều những con người
đã nhờ sự giúp đỡ của những người chung quanh mà trở nên những con người tốt, người lành. Rồi, thật ra thì cỏ lùng nó ở giữa chúng ta, nó trong lòng chúng ta. Trong chúng ta ai mà chọc có tính xấu, trong chúng ta ai mà chọc có tính tốt. Trong chúng ta có lúa tốt và có cỏ lùng. Trong chúng ta ai cũng có những điều thiện và cũng có những điều ác. Trong chúng ta có chất thiên thần nhưng cũng không thiếu chất ác quỷ đâu. Nhiều lần giữ như bà chẳng, nhiều lần cũng phù mang trợn mắt chửi bới, nhưng có lúc hiền từ. Thế thì cỏ lùng và lúa tốt nó ở ngay trong lòng chúng ta, giữa thiên thần và Satan. Nếu Thiên Chúa thẳng tay tiêu diệt theo lẽ công bình thì mỗi người chúng ta không ai thoát được. Kinh, cái kinh gì nhỉ? Kinh Vực Sâu: nếu Chúa chấp tội, nào ai lỗi được? Nếu Chúa chấp tội, nào ai lỗi được? Ai trong chúng ta cũng có tội. Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất, chúng ta cũng thấy có chất lợi dụng vị kỷ ở trong đó. Ông bố kia thỉnh thoảng đi công tác về, về nhà ấy thì bà vợ bà phàn nàn: này anh ơi, nó ở nhà, thằng con ở nhà nó chẳng nghe lời em gì, anh bảo nó em cái. Ông bố lại đây, cu lại đây tao bảo, lần sau nhớ ở nhà phải nghe lời mẹ nhá. Đây bố cho 200.000. Thằng con hi hi hi: cảm ơn bố, bố tốt nhất, bố number one, bố nhất quả đất. Bố cho nó để làm gì? Nó lợi dụng lần sau nó cứ không vâng lời để nó có tiền. Bố muốn kéo nó về phe bố, bố muốn một lần nó về bố, nó tung hô bố, bố là nhất quả đất, bố là tàu hỏa, bố là bờ đê, bố là ô tô, vân vân. Lợi dụng cái đấy, cái tốt mà có lợi dụng đó, chứ không phải được cái tốt không đâu. Nó có cái chất, cái chất cỏ lùng ở trong đó. Rồi, mảnh ruộng nào cũng có vùng lúa và vùng cỏ, trong môi trường nào cũng có đủ hai hạng người này. Triều đình nào cũng có trung thần và nịnh thần, triều đình nào cũng có tể tướng lương gù và hòa đại nhân. Xã hội nào cũng có tham quan và thanh quan, tôn giáo nào cũng có người thành tín và bất trung. Đạo nào, đạo Phật cũng có sư hổ mang và sư tốt lành. Tôn giáo chúng ta linh mục cũng thế, cũng có linh mục tốt lành và linh mục không tốt lành. Thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, không phải tốt lành hết đâu. Nên Satan lợi dụng thời cơ lén nút gieo vào lòng chúng ta những hạt giống cỏ lùng và gây nên những hư hại cho những người chung quanh. Chỉ một thái độ hờ hững thôi. Vợ hờ hững với chồng, vợ không hỏi han gì đến chồng, vợ chỉ biết tiêu tiền của chồng, đã làm cho chồng phiền não, làm cho chồng đau khổ. Một hành vi thiếu tế nhị và tôn trọng cũng đủ gây tổn thương cho vợ của mình. Thưa quý ông, một lời nói thiếu tế nhị thôi, một lời nói nó không đứng đắn thôi, làm cho vợ mình lắm khi nó đau lắm. Một cơn nóng giận, một lời khích bác hay vênh vang tự đắc cũng đủ gây bất hòa trong cộng đoàn. Chất cỏ lùng nó ở chỗ đó. Một lời nói vô thức hay một hành động thiếu trách nhiệm cũng đủ gây ra cho người khác những tai họa. Nên Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên men và trở nên những hạt cải, trở nên những cây cải tốt. Muốn làm vậy, chúng ta phải khiêm tốn, phải kiên nhẫn, noi gương Chúa, phải nhân hậu. Người ta kể chuyện, ở trong giáo xứ kia có một anh chàng. Anh chàng này chuyên môn chê các cha, chuyên môn khích bác cha. Mà anh kéo cả họ nhà anh khích bác cha nữa. Cha đi ra bàn thờ, từ trong nhà thờ đi ra, đi nhanh nó bảo ôi trời, hấp ta hấp tấp như cướp. Đi chậm nó bảo lừ đừ nhung từ vào đền. Ấy giảng dài nó bảo ôi giảng dài, giảng dai, giảng dở. Giảng ngắn nó bảo ôi giời lười, chẳng chịu chọn bài giảng cái gì. Xây nhà nó bảo biết gì đâu mà xây, vớ va vớ vẩn xây lung ta lung tung. Nói gì nó chê đấy. Trong giáo xứ mọi người tức lắm. Trong giáo xứ mọi người tức, thằng này gây chia rẽ cho cộng đoàn, dám nói xấu cha là người của Chúa, cầu nguyện cho nó chết đi. Thế mà họ túm vào cầu nguyện, thế nào nó chết thật. Căng thế. Nhưng mà hôm, thế là mọi người hả hê: ây cha ơi, dạo này cha kê cao gối ngủ ngon rồi, cái thằng này nó chuyên kích bác cha nó chết rồi, sung sướng lắm, cả xứ ăn mừng á. Nhưng hôm
lúc anh ta chết, cha xứ là người đầu tiên ra gia đình anh ấy, thu xếp tất cả mọi việc trong gia đình, từ việc khâm niệm, phát khăn tang, lễ đưa chân, lễ an táng, ban ca, ban kẻn, ban trống, tất cả cha xứ lo liệu hết cho cái đám tang đấy. Và trong đám tang, ngài giảng, ngài đã khóc. Ngài đã khóc, ngài đã nói với cộng đoàn: kính thưa cộng đoàn, tôi đã mất đi một người thầy. Người thầy này rất là thẳng thắn đối với tôi. Khi tôi đi nhanh, anh làm cho tôi đi chậm lại. Khi tôi đi chậm, anh giúp cho tôi đi nhanh hơn. Khi tôi giảng dài, anh giúp cho tôi giảng ngắn lại. Khi tôi giảng ngắn, anh giúp cho tôi giảng thêm chút nữa cho cộng đoàn vui lòng. Khi tôi xây nhà, anh giúp cho tôi cẩn thận hơn trong việc xây cất. Nên tôi đã mất đi một người thầy. Xin cầu nguyện cho anh để anh sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Sau đám tang, cả làng cả nhà vào tạ ơn cha. Úi dồi, cha làm cho nhà con nở mày nở mặt. Không ngờ cha lại đối xử với lại người đã từng nói xấu cha, bêu ríu cha, mà sao cha lại đối xử tốt như thế. Cả nhà phục vào từ đấy, không ai nói xấu cha xứ nữa. Thưa anh chị em, đã biến được những cỏ lùn thành những bông lúa tốt. Dù tôi có bị thiệt thòi do thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, còn nhiều kẻ luồn lách lươn lẹo lại lên lương, thì sẽ có ngày, sẽ có ngày trong bài phú hôm nay phần cuối, đó chính là ngày tận thế, mọi sự sẽ rõ ràng trắng đen, thưởng phạt công minh như Chúa nói trong bài phúc âm hôm nay. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: các anh ấy nhổ cỏ lùn trước, bó lại từng bó mà đốt đi, nghĩa là những kẻ xấu sẽ bị quăng vào hỏa ngục, sau đó mới thu lúa lại và chất vào kho lẫm cho ta. Lúa là những người tốt, người lành, người thánh thiện sẽ được vào kho lẫm, để được vào thiên đàng. Chúng ta cầu mong và hy vọng mình sẽ là những bông lúa tốt được Chúa cho vào kho lẫm của Ngài, đó là được vào thiên đàng hưởng hạnh phúc với Ngài. Chúng ta mong được như vậy. Và giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng.